Điều thứ hai, ngồi ghế giám khảo rap Việt liệu có đủ trình so với B-Ray, Suboy, Karik và Big Daddy? Chương trình rap Việt trở lại với mùa 4, nhưng những tập đầu tiên được đánh giá khá nhạt nhòa và nhiều tranh cãi. Đến mới đây, cư dân mạng lại bùng lên một cuộc khẩu chiến khi Hiếu Thứ Hai bất ngờ xuất hiện tại rap Việt. Theo nội dung đoạn trailer lên sóng tối ngày 20 tháng 10, Trấn Thành giới thiệu Hiếu Thứ Hai là khách mời vòng đối đầu của team Big Daddy. Hiếu Thứ Hai được dàn anh chào đón, nam rapper cũng thoải mái đưa ra những lời nhận xét, góp ý cho thí sinh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hiếu Thứ Hai, một thí sinh trưởng thành từ King of Rap ở chương trình Rap Việt lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều người cho rằng Hiếu Thứ Hai đang là cái tên có sức hút nhưng chưa đủ trình ngồi ngang hàng với Just Tati, Thái Việt Chi. Mặt khác, Hiếu Thứ Hai cũng là gương mặt non trẻ so với dàn huấn luyện viên Karik, Big Daddy, Suboy, B-Ray. Khán giả đặt ra nhiều câu hỏi, cho rằng sự tham dự của Hiếu Thứ Hai trên ghế giám khảo chỉ là một chiến lược câu kéo tương tác người xem của chương trình Rap Việt. Song song những bài bình luận không mấy hài lòng thì một số cư dân mạng bênh vực Hiếu Thứ Hai. Những người này cho rằng Hiếu Thứ Hai chỉ là khách mời đưa ra nhận xét cho các thí sinh chứ không quyết định kết quả cuối cùng. Chưa kể, Hiếu Thứ Hai chắc chắn là gương mặt nổi bật nhất trong làng rap hiện nay. Anh biết tận dụng những cơ hội xuất hiện trong nhiều chương trình để thể hiện bản thân, khẳng định vị trí và dần thăng hạng rõ rệt những năm vừa qua. Sự xuất hiện của nam rapper cũng được giới thiệu là khách mời, còn vai trò thực sự vẫn chưa ngã ngũ. Ở cuộc thi King of Rap năm đó, Hiếu Thứ Hai chỉ dừng chân ở top 8 nhưng thắng giải thí sinh được yêu thích nhất. Về sau, khi được hỏi về chương trình Rap Việt, Hiếu Thứ Hai tâm sự với chúng tôi. Ở Rap Việt, nhiều bạn nổi lên quá nhanh nên bị ảo và nghĩ rằng họ đang ở top of world khi đi thi toàn mấy triệu lượt xem và lời khen, rồi đi diễn show, nhận quảng cáo đủ cả. Nhưng họ thiếu đi cái nội lực cộng thêm việc dàn rapper của mùa 2 tiến lên thay thế mùa 1. Họ cũng cố gắng ra nhạc mới đó chứ, nhưng cũng chỉ được 2-3.000 view, khác xa với lúc dự thi, làm sao mà không buồn được. Tôi thì khác, tôi nhìn âm nhạc với tầm nhìn dài hạn, chứ không phải chỉ để tồn tại 3 năm rồi biến mất. Nếu, và chỉ nếu thôi nhé, ngày ấy tôi chọn thi rap Việt thì tôi nghĩ bản thân của mình hiện tại sẽ chọn về đội của chị Suboy. Vì không thi nên tôi không biết rõ nội bộ mọi người làm việc ra sao, nhưng với tư cách là một người ngoài thì tôi thấy chị Suboy cho thí sinh sự tự do, không can thiệp quá nhiều vào sự sáng tạo của thí sinh, cho họ sự tự lập. Giống với King of Rap, mọi thứ hoàn toàn là tự làm hết, tự kiếm chủ đề, tự làm nhạc, nên tôi có cảm giác như vậy sẽ tốt hơn. Đến với cuộc thi thì vẫn phải nên biết cái nào là ảo, cái nào là thật. Vào 2 năm trước, nam rapper cũng từng đặt hy vọng sẽ được ngồi ghế giám khảo Rap Việt. Nếu Rap Việt làm đến mùa 5, mùa 6 gì đó, khi ấy tôi rất muốn ngồi ở vị trí giám khảo. Tôi hy vọng đến lúc ấy thì mỗi vị huấn luyện viên sẽ được ngồi chung với một producer như bạn Kelty chẳng hạn, chứ chỉ các anh rapper ngồi một mình thì vẫn thấy sai sai. Hiện tại, Hiếu Thứ Hai là một trong những nam rapper có sự yêu thích và quan tâm nhất từ công chúng. Anh là quán quân của một cuộc thi dành cho 30 sao nam. Hiếu Thứ Hai còn sở hữu vi rùa sáng trưng, được đánh giá cao khi góp mặt trong các chương trình thực tế. Ngoài ra, nam rapper được dàn anh như Trường Giang, Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy đánh giá cao. Hiếu Thứ Hai còn được kỳ vọng là nghệ sĩ sẽ tỏa sáng mạnh mẽ như Sơn Tùng MTP. Được biết, tối ngày 20 tháng 10, tập 5 đã khép lại vòng chinh phục của Rap Việt 2024. Những tấm vé cuối cùng đã tìm được chủ nhân xứng đáng để bước tiếp vào vòng 2. Queen Bee Cool Kid, khuynh đảo sân khấu cùng thông điệp tuổi trẻ. Queen Bee là cái tên với nhiều năm kinh nghiệm trong làng rap, từng tham chiến nhiều trận đấu battle rap trong cộng đồng underground. Có thể nói nhờ vào kinh nghiệm dày dặn này mà nữ rapper là cái tên rất được kỳ vọng khi xuất hiện tại Rap Việt 2024. Từng ngưng rap một thời gian để tập trung cho cuộc sống riêng, sau khi ra mắt EP của mình, Queen Bee quyết định ghi dấu hành trình yêu rap bằng sân chơi Rap Việt. Thể hiện sự nổi bật của một rapper chuyên nghiệp, Queen Bee nhận về 4 chọn từ 4 huấn luyện viên ngay từ những giây đầu tiên và 93% bình chọn từ khán giả qua bản rap vô tư đi. Giám khảo Thái Việt Di cho rằng phần thi này của Queen Bee chinh phục anh hoàn toàn về mọi thứ, nhưng nam rapper vẫn cảm thấy cô nàng như chưa bung hết năng lượng. Sau khi hội ý, giám khảo cho ý kiến đưa Queen Bee về đội huấn luyện viên Suboy vì tin rằng với năng lượng và sự tương hợp giữa hai nữ rapper sẽ tạo một Queen Bee ở phiên bản nâng cấp hơn. Cool Kid, thành viên cùng tổ đội DJ House với Ryder, cũng là cái tên không còn xa lạ với đông đảo khán giả với câu chết line quen thuộc, lại là DJ House đây. Ở cuộc thi năm nay, anh gây ấn tượng với giọng hát duyên dáng và cách thể hiện độc đáo. Mang tâm thế muốn chứng minh và khẳng định cho mọi người thấy DJ House là một tổ đội toàn năng. Cool Kid đã sử dụng sample Việt Nắng Cuối Trời để thực hiện bài thi Nắng của mình. Anh đã nhận về 3 chọn từ huấn luyện viên và 93% lượt bình chọn từ khán giả trường quay. Nhận xét về phần trình diễn, B-Ray cho biết nam rapper rất sáng sân khấu và anh thích sự tự tin của nam thí sinh. Sau cùng, bộ ba giám khảo quyết định đưa Cool Kid về đội B-Ray để nam huấn luyện viên có thể phát huy tối đa khả năng của thí sinh này. Billy 100, Dan Mi khiến dàn huấn luyện viên tranh cãi. Trong giới yêu rap, Billy 100 được biết đến là rapper trẻ tuổi với khả năng viết rap và lối chơi phần nổi bật.
Ở Rap Việt 2024, anh đã đem đến phần thi Lắng nghe con tim với thông điệp mọi người hãy tập lắng nghe và gửi yêu thương đến nhau nhiều hơn. Là tiết mục thi cuối cùng vòng chinh phục, Billy 100 nhưng mang đến trọng trách lớn phải tạo được ấn tượng và xứng đáng là tiết mục kết của chương trình. Với cú cua gắt, chuyển flow ấn tượng, nam rapper nhận về 4 chọn từ 4 huấn luyện viên và 91 bình chọn. Nhận xét về phần thi này, B-Ray thấy sự thay đổi cũng như tiến bộ rõ rệt trong âm nhạc cũng như kỹ năng của thí sinh này. Kết lại, giám khảo Justati quyết định đưa Billy 100 về đội của Karik và cho rằng Karik sẽ giúp nam thí sinh trở nên tiến bộ hơn nữa ở vòng sau. Danmi đã mang đến phần thi Dông Bão lấy sample từ bài hát Ngày Chưa Dông Bão, nhận về 3 chọn từ huấn luyện viên. Danmi khiến Karik bung khóa vàng để ngăn Suboy giành thí sinh này. Cuối cùng cô thuộc về team Karik vì giám khảo Justati cho rằng nam huấn luyện viên có thể phát triển thêm về bố cục bài hát và phần lời hát cho nữ rapper. Kết thúc tập 5 Rap Việt 2024, đội hình chính thức của các đội thi đấu cũng đã hoàn thiện. Đội huấn luyện viên Big Daddy với 8 thí sinh, 7 Night, lựa chọn đầu tiên, Left Hand, Android 8386, Quân Ly, Alivan, Koji, Denrato và Manbo. Đội huấn luyện viên B-Ray gồm Ramsey, Young Puppy, Gil, Ngắn, Valerie, Icy Famo, Robert và Cookit. Đội huấn luyện viên Karik gồm Tiêu Minh Phụng, Dalo, Manbo, Lower, Ma Sỉnh Nguyễn, Vi Thăng, Danmi và Billy 100. Đội của huấn luyện viên Suboy gồm Seida, Willistic, V2, Sabi Rose, Dacia, Queen Bee và YP.